Đúng là làm sáng tạo nội dung như mình không nhất thiết phải thuộc công ty nào cả, nhưng mà mình vẫn chọn làm việc cho Vitamin. Cứ đến ngày lại được đi du lịch khám phá như thế này lại chả thích. Tháng này sếp Quỳnh cho đi team building ở làng Nương Yên Tử. Hồi nhỏ đi chùa với gia đình nhiều lắm, nhưng mà khi đi cùng với đồng nghiệp rồi mọi người trong công ty, nó vẫn cứ là trải nghiệm mới lạ. Mà mọi người có nghe cái câu đã nói đi chùa là phải đi chưa? Thực ra là lớn lên mình mới biết cái điều đấy nó hơi tâm linh một xíu, nhưng đúng là Yên Tử thì mình chưa đến bao giờ. Thế nên lần này công ty tổ chức cái là phải đi luôn. Trong lúc mọi người đi suối rồi là cưỡi ngựa bắn cung thì mình quyết định là cùng một bộ phận khác trong công ty đi lên leo núi, vì cũng thấy bảo đến Yên Tử là phải leo lên đỉnh chùa Đồng. Thực ra là cũng không đi bộ nhiều lắm đâu, có hai chặng cáp treo lận cơ. Lên đến đỉnh cái mà sương khói mịt mù luôn. Được cái trong cái khu làng nương bọn mình ở thì có đầy đủ các dịch vụ, bọn mình ăn tối buffet này và cũng có cả nhà hàng món chay nữa. Ngoài ra thì cũng có nhiều hoạt động khác như là đốt lửa trại này kia. Mình thấy khách đến đây thường là khách gia đình ấy, đến kiểu nghỉ ngơi thư giãn. Tại vì từ Hà Nội đến làng nương Yên Tử ở Quảng Ninh bọn mình đi cũng mất hơn 2 tiếng thôi. Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, thoải mái, và đặc biệt là thiết kế theo kiểu cổ xưa truyền thống ấy, tạo cho bọn mình cái cảm giác rất là thoải mái. Đây là mình đang ăn bữa sáng buffet ở nhà hàng, cái này thì đã bao gồm trong thuê phòng rồi. Tại vì hôm qua leo núi chưa có được lội suối nên là mình cũng tranh thủ. Công ty mình đi có 2 ngày 1 đêm thôi, kể ra là cũng chưa trải nghiệm hết được những cái dịch vụ ở đây. Sáng hôm đấy trước khi về thì mình ngồi nhâm nhi trà đá rồi tham gia nặn tò he này. Ở đây phần lớn thì đều là những cái trò chơi dân gian, lần đầu tiên mình được chơi pháo đất luôn đấy. Đừng nói là trẻ con, đến sếp mình còn thích nữa cơ mà. Rồi còn được xay gạo nổ bỏng. Nói chung là có mệt đấy nhưng mà cũng rất là vui. Trước khi về lại Hà Nội thì mình cũng đã kịp ăn một bữa cơm ở trong cái nhà hàng cơm quê làng nương. Mình thấy món nào cũng quen thuộc hết á, nhưng mà lâu lâu không ăn thì đương nhiên là thèm và nhớ hương vị rồi. Món nào món ấy là đậm chất làng quê Việt Nam, và cũng có kha khá món để lựa chọn nữa nha. Súp các thứ đủ cả. Nhưng mà chị em mình xin phép ăn cơm cho nó chắc dạ, no nê để còn lên xe quánh một giấc về Hà Nội. Ý là công ty Vitamin mỗi tháng một lần cho bọn em đi chơi như thế này tụi em thích lắm. Vừa được trải nghiệm lại vừa gắn kết với mọi người trong công ty đương nhiên là vui rồi.